Châu xin kính chào quý cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Cả nhà ơi, thì bữa sáng nay Châu cũng làm đồ ăn rồi xong xuôi. Đây là món canh tên chăn của người Hàn. Đây là cái măng hôm bữa Châu đi hái, cả nhà đi đào á cả nhà. Châu để tủ lạnh. Châu xào ăn ngon hết sức luôn. Hôm ngày đi làm không có thời gian ăn á. Ông xã hỏi ông xã muốn ăn cái gì làm cho ông xã ăn, mà ông xã nói biết ăn cái gì giờ, ở nay Châu xào nè, ngon hết sức ngon. Hồi nãy Châu ăn hết miếng rồi, còn miếng. Muốn kho thịt, kho măng nhưng mà đi làm không á, đâu có nhà đâu ăn nên là Châu chưa có làm cái món đó. Rồi bây giờ thì Châu chuẩn bị đi làm. Đưa bé Lan đi học không bà cô chú ơi? Ờ, hoa nó, cái loại hoa nó vậy đó con. Bé Lan thấy hoa, hoa mà nó rủ đầu xuống á, cả nhà loại hoa gì mà nó nở mà nó rủ đầu xuống á. Nó nói mẹ ơi, tại sao hoa nó cúi đầu xuống vậy? Rồi đi vô. Học trang cái đi con. Bạn vô hết rồi đó, còn mình na đó. Hôm ngày được người ta cho đôi dép mang vàng mang hoài ta. Rồi con đi vô đi, mẹ đi chiều mẹ rước con nha. Mẹ làm chiều mẹ rước con nha. À, bye bye. Xe đâu có sơ, đi vô rồi đóng cửa lại nha con. Rồi mình ta ta. Mình ta ta, ôm mẹ hả? Xe đâu có sơ. Xe ngoan nha, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ô. Rồi, Na đi làm, ý Na đi học rồi, giờ mẹ Na đi làm. Bữa nay trời thời tiết mưa nên là Châu đem dù theo. Xe này xe đưa đón trẻ nè. Ở Hàn Quốc tiện lại cái là học sinh đi học mà mình không có đưa được á là đăng ký nhà trường họ đưa đón à. Nè cái hoa này nó rủ xuống nè, nó nói mẹ ơi hoa gì mà sao nó nở mà nó rủ rủ xuống. Ở bên Hàn Quốc á, cả nhà cuối tuần á, thứ sáu á, thứ sáu là có xe này nè, cái xe màu vàng nè, là người ta lại những cái khu chung cư á, lại đặng cho những người lớn tuổi á, cả nhà lớn tuổi mà kiểu như cũng như có họ đi không được á, là xuống đó đó để tắm, tắm mà kiểu tắm tắm nước nóng hay gì á, Châu cũng không rành lắm nữa, mà từng nào mà thể thứ sáu là Châu cũng thấy cái xe đó đó. Hoa nè, hoa đẹp chưa. Châu xin kính chào cả nhà, giờ Châu cũng đang trên đường đi làm về á. Hôm nay thì cũng được về sớm, hôm nay ngày nào cũng được về sớm á, cả 2:30 là tới nhà rồi. Hai tuần trước á, thì ngay lễ nên là nhầm khi 3:30 mới về tới nhà, còn qua lễ rồi được cũng được về sớm. Hôm nay chứ Châu về, Châu quyết định là Châu sẽ loại bộ, Châu đi kiếm quần áo đồ để Châu mua á. Hôm nay đi làm á, ông chủ quán ổng cười nữa, ổng nói bữa nay trời lạnh mà đi bận áo tay ngắn. Không lẽ giờ Châu nói Châu không có đồ bận. Nói cái Châu cười thôi à, chứ Châu không có nói gì hết trơn á. Rồi nên là bữa nay quyết định là sẽ đi mua đồ, để thôi người ta cười hoài. Rồi Châu đi, Châu sẽ quay cả nhà cùng xem nha.
Cả nhà ơi, Châu về sớm, ông xã còn ở nhà. Châu nói để Châu lội bộ Châu đi mua đồ. Cái ông xã nói để ông xã đưa Châu đi. Châu nói vậy đưa Châu bạn đi, đi rồi bạn về Châu đi bộ. Tại vì cũng hơi xa cả nhà. Mà Châu nói Châu đi bộ vậy chứ Châu cũng không biết đường đi không nữa. Tại đi cũng mấy lần mà Châu ngu dốt đường á, nên là Châu không nhớ. Nãy cá. Rồi thì cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Châu sẽ đi mua đồ, thì xin mời cả nhà cùng đi với hai vợ chồng Châu nha. Thì cái tiệm đồ này á, thì Châu cũng có đi một lần rồi, hình như Châu cũng có quay một lần rồi đó cả nhà. Tiệm đồ này là tiệm đồ cũ, người ta lụm trong những cái thùng ở chung cư này nè cả nhà. Chung cư sống thì người ta giục đồ, người ta bỏ vô thùng. Thì cái những cái người đó người ta lại cái thùng đồ đó người ta lấy đem về, rồi cái người ta sửa chữa lại, người ta xem cái nào còn mới á, thì người ta giặt ủi lại, người ta chỉnh sửa lại cho nó đẹp, cho nó mới, rồi người ta bán, rồi mình lại mình mua. Thì đó là như vậy đó. Thì hôm nay á, Châu đi Châu quay, thì Châu sẵn thân cái video hôm nay Châu cũng xin trả lời cái câu hỏi của cái chị khán giả lúc trước xem kênh Châu á, thì chị cũng có hỏi là cũng như chị thấy gia đình Châu tiết kiệm, rồi ông xã Châu lương không đủ sống, Châu có chia sẻ đó. Rồi chị cũng nói là nếu mà như vậy á, thì chị thấy gia đình em cũng, gia đình bên chồng cũng khá đó, rồi có ai giúp đỡ được gì không? Thì khi đó Châu không có trả lời, tại vì á, trả lời qua bình luận thì không biết trả lời sao để cho nó rõ hết cái ý á, cho chị hiểu á. Thì hôm nay Châu nhờ cái video này Châu xin trả lời chị, chia sẻ cùng chị và cả nhà cùng hiểu, Hùng cùng hiểu hơn á. Thì gia đình chồng Châu á cả nhà, thì nói chung ai cũng giống như ai thôi, không có ai mà giàu có quá, cũng không ai mà khá lắm. Ai cũng phải đi làm bươn trải, lo cho cuộc sống, rồi lo cho con cái nữa. Nên là nói về nói mà khá giả để giúp đỡ gia đình Châu thì không có. Thì có như chú em chồng Châu, thì lúc trước khi Châu sanh bé Na thì chú có mua cho cái gia đình Châu là cái máy lọc nước á cả nhà, để cho bé Na sử dụng cho bé Na, tại vì bé thì sử dụng nước đó cho nó sạch á, cho tốt cho bé, thì chú có mua cái máy đó, là Châu biết được cái đó. Còn thì nhầm khi đi ăn đồ thì nhầm khi chú cũng trả tiền, gia đình ông xã Châu không khi nào mà đi ăn mà ông xã Châu trả tiền, toàn là chú Út trả, hoặc là đi với chị ba, chị chồng thứ ba Châu á, thì chị ba trả vậy đó. Chứ còn nói mà giúp đỡ gì tiền bạc ha, giúp đỡ gì thì cũng không có nhiều. Thì vậy đó, Châu chia sẻ là chị ba thì như lâu lâu xuống rồi chị ba mua đồ ăn xuống cùng ăn, rồi nhằm khi chị xuống rồi Châu đi chợ với chị mua đồ ăn, chị cũng không khi nào để Châu trả tiền hoặc là ông xã Châu trả tiền hết á. Thì được như vậy đó. Rồi cô em Út Châu á, thì ở gần ở chỗ Châu, nên là nhằm khi cái cô có đồ ăn như bạn bè cho nhiều á, rồi cái cô chia cho gia đình Châu cùng ăn. Rồi nhằm khi cô mua đồ ăn cũng mua trên mạng mà nhiều á, thì cô cũng chia cho gia đình Châu cùng ăn vậy đó cả nhà. Thì giúp đỡ là vậy đó, anh chị em thì chia nhau ăn. Những cái gì mà mua nhiều hoặc là có ai cho nhiều á, thì chia nhau ăn. Thì tới rồi cả nhà ơi, tới chỗ cái quán này, cái tiệm này nè, ông xã kêu Châu vô mua đi, gần hồi có gì kêu taxi về. Cái Châu cũng hử vậy á, chứ hồi đi bộ gì vậy, tại vì qua đây mấy năm rồi chưa có lần nào đi taxi, biết đường kêu đâu đi mà kêu đi taxi. Cũng hử gần hồi đi bộ gì à. Thì Châu cái tiệm đồ này là cả nhà,
À, người ta giặt lại người ta bán thì thấy cũng rất là còn mới luôn, tại vì đồ ở bên hàng giải thì cũng tốt lắm. À, bận nhầm người ta bận qua một một mùa là người ta bỏ á, có người ta có tiền á, à, nên là đồ nó không có cũ. À, một mùa thì bên Hàn Quốc một mùa có 3 tháng à cả nhà, mà đâu phải trong 3 tháng đó người ta bận có cái bộ đồ đâu, người ta cũng có nhiều cái người ta thay đổi á, nên là nó mới, nó còn mới. Rồi đồ cũng dạng đồ cũng hơi mắc tiền xíu nên là nó tốt á. Rồi vậy là những người nào mà tiết kiệm tiền á thì đi vô đây mua đồ vậy nè. Về bận Châu thì cái Châu biết cái tiệm này thì cũng 3 năm nay rồi, 3 năm hơn gì cũng được người quen chỉ á. Rồi từ đó Châu biết là Châu lại đây Châu mua. Hồi trước thì bận đồ cho, rồi sau này biết thì nhầm khi đồ cho mà mình bận không có đủ á thì lại đây mua. Mua đồ bé Na nè, mua đồ Châu nè, rồi nhầm khi thấy đồ nào mà đẹp đẹp á Châu cũng mua trong xã bận luôn. Kệ nó, chịu khó mình bận đồ cũ của người ta. À, mình tiết kiệm đỡ phần nào được phần đó chứ. À, cuộc sống của gia đình Châu thì nói chung không có đến nỗi mà khốn khổ lắm, nhưng mà cũng phải xài tiết kiệm chi ly á cả nhà. Chứ còn xài mà thoải mái, mình làm ra nhiêu mình xài hết nhiêu, rồi sau này á có gì là khổ lắm luôn. Tại vì ông xã Châu thì công việc cũng bấp bênh á, công việc này thì nếu mà nghỉ đâu có được tiền lương hưu này kia đâu cả nhà. Nên là Châu cũng phải làm tiết kiệm. Rồi Châu á, thì lương Châu thì cũng làm cũng có 4 tiếng hà, cũng đâu có được nhiều. Rồi nên là hả mình phải biết liệu cơm gắp mắm, cái nào tiết kiệm được thì mình tiết kiệm. Chứ còn cuộc sống bên đây á, mà mình không biết tiết kiệm là sau này khổ lắm, khổ mình, khổ con mình nữa. Rồi thì Châu mua chọn được vài cái rồi cả nhà, Châu mua xong rồi. Thì giờ Châu sẽ đi ra về, Châu sẽ lội bộ về. Thì bận đi á, nhờ có ông xã đưa đi cũng đỡ, giờ về thì dễ rồi. Bước ra đi về là lội bộ là về. Thì Châu á, Châu cũng xin chia sẻ thật là Châu nghĩ là có nhiều người á xem kênh Châu cũng sẽ nói là tại sao ông xã cũng đi làm, Châu cũng đi làm mà tại sao mà tiết kiệm quá. Thì thật sự là Châu á, đa số là Châu nghĩ nhiều, đa số thôi chứ không phải riêng về Châu, những cô gái mà đi lấy chồng nước ngoài ấy, cả nhà là đều là muốn cho gia đình ở Việt Nam mình, giúp đỡ gia đình Việt Nam mình, gia đình giúp đỡ gia đình Việt Nam mình đỡ khổ. À, này kia thì nọ thì mới đi lấy chồng xa xứ. À, Châu thì cũng vậy, Châu thì cũng một phần tiết kiệm là cũng vì gia đình ở Việt Nam. Tại vì á Châu cũng lấy chồng vì gia đình á, gia đình Châu khó khăn. À, nên là Châu mới đi xa như vậy. Thì mình qua đây mà gặp chồng khá giả thì cũng đỡ, nhưng mà chồng mình không có công ăn việc làm ổn định, lương thì không đủ sống á, thì mình cũng phải cố gắng tiết kiệm, rồi mình cũng làm, mình cũng một phần thì để sau này hậu thân mình, rồi lo cho con mình. Còn một phần thì mình cũng có thể mình giúp đỡ được gia đình mình Việt Nam chút đỉnh, để chứ mình mang tiếng mình đi lấy chồng nước ngoài á, mà mình không có giúp đỡ những lúc mà gia đình mình cần á thì nghe nó cũng hơi phũ phàng, nó cũng khó tin. Nhưng mà để muốn được để giúp được giúp đỡ gia đình ở Việt Nam thì những cô dâu Việt đi lấy chồng nước ngoài giống như Châu vậy nè cả nhà thì phải cố gắng rất là nhiều. Cố gắng đi làm, rồi mình cũng phải cố gắng tiết kiệm, cái nào được thì mình tiết kiệm mới có thể giúp đỡ được. Chứ còn nói như những đồng lương ở bên đây như Châu vậy nè, đi làm thì nếu mà nói sống ở bên đây vậy không thì không có dư đâu. Nếu mình sống mà mình ăn uống thoải mái á là không có dư, còn mình muốn dư á thì mình phải tiết kiệm tối đa. Rồi thêm một phần nữa thì Châu cũng 6 năm rồi Châu chưa được về Việt Nam, nên là cũng phải cố gắng để mình cũng dành dụm để sau này ví dụ mình có về Việt Nam được á
thì mình cũng có chút tiền để mình thoải mái hơn vậy đó cả nhà. Đó là cũng là lý do để lý do tại sao mà Châu tiết kiệm đó. Thì vậy Châu nghĩ là nhiều lắm, ai đa số là những cô gái lấy chồng nước ngoài là đều như vậy hết. Có những chị em nào may mắn với lại lanh lẹ kiếm được kiếm tiền giỏi, gặp chồng mà khá giả thì sẽ đỡ hơn, được thoải mái hơn. Còn như Châu vậy đó, chậm chạp rồi lấy chồng thì cũng không được khá giả đó, nên là mình cũng phải cố gắng, vợ chồng cùng cố gắng. Thì thôi, cái video của Châu thì Châu cũng chia sẻ vậy thôi, cho cả nhà cùng hiểu hơn. Cũng không có chị em nào thương gia đình Châu cũng như thấy lo vậy đó, thì cũng đỡ lo. Tại vì cuộc sống thì gia đình Châu Châu thì cũng Châu cũng đi làm, ông xã Châu cũng đi làm chứ cũng không đánh đổi, nhưng mà lại tại vì mình lo xa đó, mình cần lo xa, mình cần nghĩ xa, nên là mình phải tiết kiệm như vậy. Rồi thì bây giờ Châu đi về rồi, hồi Châu cũng sẽ ghé siêu thị Châu mua một ít đồ nữa, nên là Châu xin dừng video tại đây. Hồi Châu về tới nhà thì Châu sẽ chia sẻ cho cả nhà cũng biết là hôm nay Châu đi mua được những gì nha. Cả nhà ơi, Châu về tới nhà rồi. Châu đi siêu thị đi lòng vòng rồi nữa, nên là về tới nhà 4:20 luôn. Hồi nãy đi lúc đi với ba Hana thì 2:40 à, về tới là 4:20. Châu ghé siêu thị cho mua ít đồ nè, sữa, trái ớt nè cả nhà, ớt chuông á, ớt này Châu thấy sao rẻ quá Châu mua. Tại vì thường nếu mà hai trái như vậy là đã 6.000 mấy, 7.000, 5.000, 6.000 rồi, 6.000 quân tiền hàng á. Nhưng mà hôm nay không biết cái này giống như là nó bị thẹo dít vậy cả nhà, nó không được còn đẹp á, nên là 4 trái mà có 3.000, nên là Châu mua 3.000 thì tính nhân cho nhân 20 thì nó khoảng 60.000 từ Việt Nam. Rồi Châu mua miếng thịt để Châu không ăn á, 14.000 quân tiền hàng, nhân 20 thì là 280. Mấy củ cải đỏ thì không có mắc không, cũng 2.800 thì cũng khoảng 50.000. Rồi Châu phe với cả nhà Châu mua đồ nè. Châu mua được trời ơi sao cái này nó dính sình không vậy, cái quần cái quần này 6.000 won tiền hàng là khoảng 200 ý, khoảng 120.000 tiền Việt Nam. Châu thấy đầm này bé Na nó thường thích thích những cái công chúa đồ gì nè cả nhà, nên là Châu mua cho nó hai cái rẻ 6.000 hả, thấy thấy cũng mấy nên là mua. Rồi Châu mua cho Châu được 4 cái áo, mua hết nhiều đây là cũng 32.000 won tiền hàng đó cả nhà, nếu tính nhân 20 thì nó là 640.000. Mà đồ cũ mà vậy đó nha, nếu mà mua đồ mới chắc những cái này chắc phải 200.000 trở lên 200.000, hơn 200-300.000 á. Mình kệ đi, bận đồ cũ đi làm mà đâu có sao. Rồi thì cái video của Châu á, tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Châu xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video, ủng hộ gia đình nhỏ của Châu nha. Xin kính chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo.